Bí kíp đôi bất tử đón Tết: nước cam, nước chanh, sữa, gừng, giúp giải rượu. Xưa rồi, mình chọn Webio, nhanh, gọn, lẹ, giúp giải rượu mà lại thải độc gan. Trong rượu có một chất độc cho cơ thể và não bộ gọi là aldehyde, nên khi vào trong người nó sẽ phải chuyển hóa tại gan để gan thực hiện quá trình chuyển đổi chất thải độc. Và điều quan trọng không kém để gan có thể thực hiện điều này đó là chất chống oxy hóa. Chất này có thể trung hòa các gốc tự do được sinh ra và bị tích ở trong cơ thể quá nhiều và đủ lâu, khiến cho các phản ứng chuyển hóa ở gan bị rối loạn, trì trệ. Vậy nên việc cung cấp chất chống oxy hóa sẽ giúp cho gan hoạt động mạnh mẽ hơn, từ đó giúp giải rượu nhanh hơn. Và thay vì mình phải phiền phức lựa chọn những thực phẩm giúp giải rượu nhanh chóng, thì mình chọn Wellbio, đơn giản, hiệu quả, tiện lợi mà kết hợp được tất cả những yếu tố cần thiết cho gan như năng lượng, tất cả các chất dinh dưỡng và cung cấp chất chống oxy hóa. Trong sản phẩm có chứa những thành phần như quả hovenia, tinh chất silly, hạt sen, men tiêu hóa và vitamin B3. Các bạn có thể uống trước hoặc sau khi sử dụng rượu bia. Và đặc biệt để bảo vệ gan thì các bạn có thể duy trì sử dụng đều đặn mỗi chai hàng ngày. Wellbio sẽ giúp các bạn bảo vệ các tế bào gan, từ đó giúp tăng cường chuyển hóa và giải rượu nhanh hơn. Sản phẩm cũng xuất hiện trên thị trường khá lâu và cũng được rất nhiều khách hàng tin tưởng và sử dụng. Và chốt lại, team mình đã chia sẻ với các bạn bí kíp giúp giải rượu nhanh, thế nhưng không nên uống rượu bia nhiều nhé. Và đặc biệt khi đã uống rượu bia thì không được tham gia giao thông.